Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Liên quan đến sự việc Ngọc Trinh chạy xe mô tô phân khối lớn và thực hiện các động tác nguy hiểm, Thí Kiều, trợ lý của Ngọc Trinh đã nhận sự chỉ đạo để quay lại. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã vừa ban hành cáo trạng truy tố và chuyển toàn bộ hồ sơ qua Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử đối với bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu Ngọc Trinh, về tội gây rối trật tự công cộng theo điểm A khoản 2, điều 318 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Bị cáo Trần Xuân Đông bị truy tố hai tội gây rối trật tự công cộng theo điểm A khoản 2, điều 318 Bộ luật Hình sự và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức theo khoản 1, điều 341 Bộ luật Hình sự. Theo cáo trạng, Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe 150cc bằng A2, nhưng từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 10 năm 2023, Trinh đã rủ Trần Xuân Đông đến những tuyến đường công cộng tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm như thả hai tay, nằm trên yên xe, quỳ gối trên yên xe. Trinh chỉ đạo Nguyễn Thị Thúy Kiều, trợ lý của Trinh, và Nguyễn Thanh Long, tài xế của Trinh, và Tăng Duy Khánh, bạn của Long, chuẩn bị điện thoại Flycam quay lại. Sau đó, Trinh biên tập các đoạn video clip này và đăng tải trên trang cá nhân nhằm mục đích gây sự chú ý. Cụ thể, vào ngày 5 và 6 tháng 9 năm 2023, Trinh hẹn gặp Đông tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức để thực hiện động tác lái xe nguy hiểm, không mặc đồ bảo hộ. Hai tay cầm tay lái, đồng thời hai gối khuỵ và tì xuống yên xe. Bị can Đông điều khiển xe mô tô chạy cùng và hướng dẫn Trinh thực hiện các động tác trên. Trong quá trình Trinh và Đông điều khiển xe, Long chở Nguyễn Thị Thúy Kiều ngồi phía sau dùng điện thoại quay lại. Khánh dùng flycam để quay phim. Đến ngày 6 tháng 10 năm 2023, Trinh tiếp tục hẹn Đông đến đoạn đường tại khu công nghệ cao, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, thực hiện động tác lái xe nguy hiểm như nằm sấp trên xe mô tô. Đông sẽ điều khiển xe mô tô song song và phía sau Trinh để thực hiện tư thế nằm trên xe, hai chân duỗi thẳng ra sau. Toàn bộ quá trình này đều được Khánh dùng điện thoại của Trinh quay lại, còn Nguyễn Hoàng Sơn, trợ lý của Đông, được Trinh nhờ chở Khánh để quay phim cho Trinh. Các video và hình ảnh lái xe nguy hiểm của Trinh và Đông đã được Trinh biên tập và đăng tải lên tài khoản mạng xã hội TikTok Ngọc Trinh, 5 video và tính đến 10 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2023 đã nhận được 478.000 lượt thích, 4.881 lượt bình luận. Tài khoản Facebook Trần Thị Ngọc Trinh, cô bé ăn hàng, thu hút 5.900 lượt tương tác. Fanpage Facebook Ngọc Trinh, video lái xe phân khối lớn và bị tai nạn dẫn đến chấn thương. Đến ngày 19 tháng 10 năm 2023, Ngọc Trinh và Đông bị bắt tạm giam. Quá trình điều tra, cả hai khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối với Nguyễn Thị Thúy Kiều, Tăng Duy Khánh là những người Trinh nhờ quay phim và Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Hoàng Sơn được Trinh nhờ chở Kiều để quay phim. Những người này là những người làm thuê cho Trinh và Đông và được Trinh nhờ quay phim. Trong nhận thức chủ quan của Kiều, Khánh, Long và Sơn chỉ là người làm thuê theo yêu cầu của Trinh là quay phim và việc quay phim đưa lên mạng xã hội không là hành vi gây rối trật tự công cộng. Do đó, cơ quan điều tra không xử lý Kiều, Khánh, Long và Sơn về tội gây rối trật tự công cộng. Hiện cơ quan điều tra đã chuyển tài liệu phương tiện bay flycam của Khánh đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức để xem xét và xử lý về hành vi bay flycam khi chưa được cấp phép. Thông tin của báo Tiền Phong cho hay, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố Trần Thị Ngọc Trinh, 35 tuổi, người mẫu diễn viên quê Trà Vinh và Trần Xuân Đông, 37 tuổi, ngụ quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh về tội gây rối trật tự công cộng. Riêng bị can Trần Xuân Đông bị truy tố thêm tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Viện Kiểm sát xác định bị can Ngọc Trinh có tình tiết giảm nhẹ hình phạt là ăn năn hối cải, thành thật khai báo. Bị can Ngọc Trinh cũng có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần. Cáo trạng truy tố Ngọc Trinh theo khoản 2, điều 318 Bộ luật Hình sự với mức phạt từ 2 đến 7 năm tù. Theo cáo trạng, ngày 6 tháng 10 năm 2023, Ngọc Trinh cùng với ông Đông tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô BMW biển số 59A3-11588 lưu thông biểu diễn trên đoạn đường C15 khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm quỳ gối trên yên xe. Trước đó, đầu tháng 9 năm 2023, ông Đông đã cùng với Ngọc Trinh tổ chức tụ tập điều khiển xe mô tô hiệu Ninja lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng trong khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng hai chân một bên yên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy.
Sau khi chạy xe biểu diễn, Ngọc Trinh cho quay video, biên tập lại rồi đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội, gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên không gian mạng, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ. Thông tin từ báo Người Lao Động, sau khi Ngọc Trinh bị bắt, dư luận cho rằng Công an thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng đã vào cuộc nhanh chóng vụ người mẫu Ngọc Trinh và cho rằng những vụ nghệ sĩ vi phạm cần nghiêm trị để làm gương. Cụ thể, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giam bị can Trần Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1989, người mẫu Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng. Liên quan đến vụ án, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng tạm giam Trần Xuân Đông, sinh năm 1987, về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và gây rối trật tự công cộng. Sự việc Công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giam người mẫu Ngọc Trinh được dư luận xã hội đồng tình vì cho rằng bất kể người nào vi phạm pháp luật cũng phải xử lý nghiêm. Chưa kể Ngọc Trinh là một người mẫu được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội nhưng lại điều khiển mô tô lạng lách, chạy xe với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm quỳ gối trên yên xe. Ngoài ra người mẫu này còn thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy, cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Những clip được dàn dựng công phu, đăng tải trên nhiều nền tảng mạng xã hội khiến đông đảo người dùng mạng chú ý, đặc biệt là những người trẻ. Trên một số diễn đàn, một số người đã thông tin rằng luật pháp là mọi công dân đều phải thượng tôn, tất cả mọi người phải sống và làm theo luật pháp quy định, không để cho một ai lợi dụng mạng xã hội ngồi xổm trên luật định hiện hành, xử lý nghiêm minh để làm gương cho những kẻ khác. Cô ta xứng đáng phải ngồi tù vì cô ta ngộ nhận mình là nữ hoàng. Người mẫu này thích khoe, thích nổi, thích ngông. Hành động này tác động rất xấu tới nhận thức và làm hư giới trẻ. Đề nghị luật pháp trừng trị thật nghiêm để làm gương cho nhiều người thích ngông, coi thường luật pháp. Nổi tiếng trên mạng xã hội, được nhiều người theo dõi, Ngọc Trinh thường xuyên quảng cáo cho các nhãn hàng. Đồng thời trên trang cá nhân, nhiều người nhìn thấy Ngọc Trinh có cuộc sống đáng mơ ước cùng những chuyến du lịch sang trải. Nhiều bình luận cho rằng sự can thiệp kịp thời sẽ răn đe những hành vi trái pháp luật của những người nổi tiếng. Thời gian qua, rất nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng có những hoạt động quảng cáo trá hình như hàng loạt nghệ sĩ đăng thông tin về những đồng tiền ảo, đăng địa chỉ bói toán tử vi và những nghệ sĩ tiếp tay cho việc quảng cáo hàng kém chất lượng, thực phẩm chức năng nhưng quảng cáo là thuốc trị bệnh khiến nhiều người bức xúc. Từ vụ Ngọc Trinh bị bắt, có lẽ một số nghệ sĩ phải xem lại cách làm việc của bản thân mình. Theo kết luận điều tra vụ án liên quan Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông, cả hai đều bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Cụ thể vào ngày 6 tháng 1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra PC01 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kết luận điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức do Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, ngụ quận 7, người mẫu Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông, 36 tuổi, ngụ quận 4, người dạy Ngọc Trinh lái xe thực hiện. Trước đó vào ngày 19 tháng 10 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng, Trần Xuân Đông về tội gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ 3 xe mô tô không rõ nguồn gốc, một flycam là phương tiện thực hiện hành vi của bị can, nhiều giấy tờ xe giả và nhiều thiết bị điện tử là tang vật liên quan vụ án. Kết thúc điều tra, ngày 6 tháng 1 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra phòng PC01 đã ban hành kết luận điều tra vụ án đề nghị truy tố Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự và Trần Xuân Đông về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức theo Điều 341 Bộ Luật Hình sự. Quá trình làm việc với cơ quan công an, Ngọc Trinh và Đông đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật, ghi nhận từ báo Tuổi Trẻ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.